Chuyển trạng thái bình thường mới, cùng với việc duy trì các biện pháp phòng chống COVID-19, Đà Nẵng cũng đã triển khai xây dựng mô hình trạm y tế lưu động. Đây là một trong các bước cụ thể hóa thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, chuẩn bị phương án và sẵn sàng vận hành các trạm y tế lưu động, xử lý nhanh trường hợp ca bệnh phát sinh trong cộng đồng, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đây là một trong hai điểm dự kiến được phường Nại Hiên Đông lựa chọn để triển khai trạm y tế lưu động. Ngoài nguồn nhân lực thì trang thiết bị y tế cơ bản cũng đã được trang bị. Với diễn biến dịch phức tạp mấy ngày qua tại địa phương thì việc sớm triển khai trạm y tế lưu động là cần thiết. Nếu như mà có F0 phát sinh nhiều thì bọn em sẽ làm theo trạm y tế lưu động là bằng cách là sẽ di chuyển bình oxy tới tận người dân theo cái xe lưu động của phường. Họ đến tận nơi để mà cấp cứu bệnh nhân. Sau khi chuyển trạng thái bình thường mới, Đà Nẵng đã yêu cầu các xã phường triển khai mô hình trạm y tế lưu động. Mỗi địa phương có từ 2 trạm và mỗi trạm quản lý cụm dân cư từ 50 đến 100 trường hợp nhiễm COVID-19 cần được cách ly điều trị tại nhà. Hiện, tất cả 56 trạm y tế xã phường đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đây là lợi thế khi triển khai mô hình này, nhưng với yêu cầu mỗi trạm y tế có tối thiểu 5 người và cần có ít nhất một bác sĩ phụ trách, thì các địa phương cần sự hỗ trợ cả về nhân lực lẫn trang thiết bị. Huy động những người mà tham gia trước đây là những bác sĩ, y tá đã về hưu thì tiếp tục tham gia với địa phương trong cái trạm y tế lưu động để trong quá trình mà có vấn đề gì ở dưới địa bàn dân cư thì kêu gọi nguồn lực ở đó để hỗ trợ. Khó nhất là nhân lực, nhưng chúng tôi huy động tất cả cái nguồn lực là của trạm y tế trước, sau đó chúng tôi sẽ huy động nguồn lực, trong nguồn lực có nhân lực, vật lực và tài lực thì chúng tôi sẽ chuyển xuống các trạm y tế và huy động cả con người trên trung tâm y tế xuống các phường khi cần thiết. Sau gần một tháng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, những ngày qua, Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó số ca bệnh tại một số phường đã chạm cấp độ 3. Do đó, việc đẩy nhanh các trạm y tế lưu động là cần thiết để thích ứng lâu dài và chung sống an toàn với dịch bệnh. Ngành y tế thì đang xúc tiến cho công tác là xây dựng cái chương trình đào tạo và để triển khai cái công tác đào tạo tập huấn cho cái lực lượng của trạm y tế lưu động để triển khai cái công tác quản lý, theo dõi cũng như là sẵn sàng cho việc thu dung điều trị F0 tại nhà. Là đầu mối giao thương, nguy cơ mầm bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan diện rộng trên địa bàn Đà Nẵng vẫn rất lớn. Trong bối cảnh đó, việc chủ động và nâng cao năng lực y tế từ cơ sở là rất quan trọng để thích ứng an toàn với dịch bệnh.